Hello mọi người, bữa nay mình đi hái trái tới các bạn, hái trái sung Mỹ nha. Có cây này mình bọc bữa giờ con số trái chín rồi, trái này đã hái được rồi. Trái này mai hái luôn rồi. Mình mới tưới cho nên nó cũng ướt. Trái này được. Ba trái rồi ha. Cái này nữa, 4. Trái, cây này được 4 trái. Cái này cũng được luôn, 5 trái. Cây này được 5 trái các bạn. Còn ở trên thì quá trời ha. Trái chi chít luôn ha. Để mình qua cái khác mình quay cho các bạn xem ha. Cây này có hàng nữa các bạn. Cây này chắc được 2 trái. Bọc 3 trái là hái được 2 trái. Cây này nó nhỏ. Cây này nó lùn, cao cho tầm cỡ mét à. Mà trái cũng nhiều nè, quá trời. Nó còn đang ra thêm nè. Nó có đi ngọn là nó ra trái các bạn. Sung Mỹ thì nó vậy thôi. Nó ra ngọn thì nó ra trái. Cái này chắc được rồi. Được rồi. Hái luôn. Tổng cộng nãy giờ mình được hình như 7 trái. Rồi ok, để mình qua cái khác rồi mình quay cho các bạn xem. Trái bên đây còn trái nè. Mà trái này chắc mai nó còn cứng. Qua cái này thì mình bọc 3 trái. 3 trái nhưng mà hái con trái này thôi, trái này được. Hái trái này là được 8 trái. Rồi để mình qua cái khác, quay cho các bạn xem tiếp. Qua cây này có hàng nữa các bạn. Có một trái nè. Ngay cái màn hình này bạn có thấy không? Để mình hái luôn. Trái này chính xác rồi. Bọc bữa giờ mấy ngày rồi. Mình hái luôn nha. Đã được 9 trái. Rồi mình đi tiếp. Cây cóc. Cây cóc này chỉ có trái không có lá. Ở đây mình không tưới nó rụng hết lá rồi mà trái quá trời luôn. Trái nó rụng đầy đất luôn. Cóc chín. Làm trái ăn thử các bạn. Lựa cái nào ăn thử coi nó ngọt không. Cái nào chín. Đây mình hái cái này rồi. Nó chưa chín. Nó không chua cũng không ngọt. Ăn thử cái này không ngon. Nó chín nó ngọt lắm. Ăn thử cái này cái này hay chua chua cũng không ngon. Cái này có bọc nhưng mà có thua chưa chín. Mình bọc năm hái được chắc hai ba trái các bạn. Chắc bảo cái này chưa mai. Cái này mềm mà một trái nè. Cái này cũng ổn, hai trái. Rồi để qua bỏ bột ha, sách vô nè, để qua cây khác rồi cái mình quay, có mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Qua cây đây nè, còn được bọc trái được trái nè, mà cũng hết rồi các bạn. Đầu mùa thì nó cũng ít lắm,
nó lác đác chín cho nên cũng không có hái được nhiều. Cái này là một cái giống trái sung Mỹ mà nó sọc các bạn. Còn thấy không? Trái sọc rất là đẹp luôn. Đó. Nó giống như viên kẹo vậy. Các bạn ha. Nay trang viên kẹo vậy. Bên này cũng có con trầy nữa nè. Em qua đây cho các bạn xem. Nó như viên kẹo các bạn ha. Đó, nó sọc 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 nó chín thì nó màu nó đổi màu. Nó chuyển qua màu màu nâu với màu đỏ. À, rồi, à, mình kết thúc clip ở đây nha các bạn. Các bạn nếu mà có yêu thích trồng sung Mỹ, yêu thích kênh của mình thì follow rồi comment hay thả thêm gì đó giúp mình nha. Để kênh mình nó phát triển, mình có cái động lực mình làm những cái video về cái vườn của mình nó tốt hơn để cho các bạn xem. Rồi, mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nha. Rồi, mình thân ái chào tất cả các bạn.